Các bác ơi, Kia Cerato 1.6 số tự động, xe sản xuất 2016, chạy có hơn 5 vạn thôi. Em xin cam kết cho các bác là nó quá đẹp. Không có một chiếc xe nào trên thị trường mà nó lại giữ gìn được như chiếc xe này. Các bác có thể nhìn thấy đây, cực kỳ mới luôn, cực kỳ hấp dẫn luôn mọi người ạ. Em đi chào các bác nha. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2021. Em Bình xin phép được cập nhật tất cả các dòng xe và hiện tại em Bình đang còn đang bán tại cửa hàng. Thì xin giới thiệu với các bác, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động, sản xuất năm 2016, tên tư nhân biển Hà Nội, 30E88837. Chiếc xe này mang ngoại thất là màu bạc, nội thất ghi màu kem. Xe chạy 5,5 vạn. Về giá bán thì hiện tại bên em mình đang chào bán với giá là 495 triệu, giá còn thương lượng và linh động mọi người nhé. Và tiếp tục hơn nữa, đây là chiếc Mazda 6. Mazda 6, chiếc xe này của em được sản xuất vào năm 2018, phiên bản 2.0 Premium, xe chạy hơn 3 vạn. Và chiếc xe này mang ngoại thất là màu mật đỏ mọi người ạ. Mazda 6 2.0 Premium. Kia Cerato 1.6 AT, xe được sản xuất vào năm 2016. Chiếc xe này thì em đã làm clip chi tiết rồi các bác nhá. Do vậy bác nào mà quan tâm chiếc xe này thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại em để phần mô tả. Quá mới và quá là đẹp luôn. Xe chạy hơn 5 vạn, giá 495 triệu, giá vẫn còn thương lượng và linh động mọi người nhá. Rồi. Đây là chiếc xe Mazda 6. Phiên bản này là phiên bản 2.0 Premium mọi người ạ. Các bác để em xíu em quay qua cho các bác xem về nội thất nhé. Chiếc xe này hiện tại bên em đang Bình đang chào bán 765 triệu. Cũng tên tư nhân biển Hà Nội màu đỏ. Còn đây là chiếc Mazda 3. Mazda 3 này là một chiếc xe sản xuất năm 2019, bản luxury, ghế điện đấy mọi người. Nó hay gọi là ghế điện, xe chạy có hơn 2 vạn thôi. Xe rất là siêu lướt rồi. Mazda 3 và Kia Cerato. Một dãy xe luôn mọi người nhá. Và đây là chiếc xe Chevrolet Cruze LS số sàn. Xe được sản xuất vào năm 2011. Chiếc xe này em mình đang chào bán với giá hơn 200 mọi người ạ. Và điều đặc biệt hơn nữa đây, như mọi người cũng được biết rồi, thì hôm qua em có làm clip. Đây là chiếc xe Kia Forte đấy mọi người ạ. Forte 208, đăng ký 209, nhập khẩu Hàn Quốc. Xe chạy 11 vạn. Máy số còn zin, cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ là mới mọi người nhá. Giá bán chiếc xe này thì em mình đang chào bán là 315 triệu, vẫn còn thương lượng và linh động. Các bác đừng vội chê đắt, bởi vì chiếc xe này nó là một chiếc xe rất là chất và rất là đẹp luôn mọi người ạ. Xin cam kết cho mọi người luôn nhá. Đây là chi tông Mitsubishi chi tông, máy dầu một cầu số tự động, xe được sản xuất vào năm 2018, đăng ký lần đầu 2019. Em mình đang chào bán hơn 600 triệu một chút các bác ạ. Và có một điều rất đặc biệt là bác nào đang có muốn mua một chiếc xe Yaris ý, thì đây mọi người nha, em có một chiếc xe chính chủ cần ký gửi bán mọi người nha. Cực kỳ mới, 7 vạn cây số, xe sản xuất năm 2009. Nói cái giá ra thì có thể các bác hơi giật mình một chút, thì em mình cứ chào chung là hơn 300 triệu một chút các bác ạ. 2009 nhưng mà chạy chỉ có 7 vạn thôi mọi người. Nhìn nước sơn này, nước sơn này, bóng này, đây các bác nhìn cực kỳ đẹp luôn. Khóa đấy bỏ trong nhà mất rồi. Con Kia Cerato này là không bán này. Mazda 6 2.5, xe được sản xuất vào năm 2015, tên tư nhân biển tỉnh mọi người nhá, biển thành phố Hải Phòng đi. Đó, em rút hồ sơ cầm tay rồi, 580 triệu ạ. 580 triệu, em đã làm clip chi tiết rồi. Các bác ơi, giá trên là giá tham khảo mọi người nhá. Chúng ta vẫn còn thương lượng và linh động rất là nhiều. Còn đây là chiếc Toyota Camry
V63.0, xe được sản xuất năm 2004, tên tư nhân biển Sài Gòn, xe rất là mới và rất là đẹp luôn. Em Bình đang chào bán 265 triệu ạ. Đó, Kia Cerato này mọi người này. À, chiếc Kia Cerato này cực kỳ đẹp và cực kỳ chất. Xe là một chiếc 1.6 số tự động bản đủ nhưng mà mới, cực kỳ mới luôn mọi người nhá. Các bác nhìn cái ghế này, nó nét căng lên này. Đó. À, chiếc xe Kia Cerato này nó hơi kén một chút, đó là ở cái phần màu bạc. Nó màu bạc nhưng mà nó chất lắm, cực kỳ chất luôn. Bác nào mà thích thì nói chung là giá nào cũng bán mọi người ạ. À, có lãi chút thôi là bán thôi. Giá trên chỉ là giá tham khảo. Bác nào thích thì alo cho em Bình nhá. Mazda 6 này 2018 2.0 Premium đấy. Còn đây là 1.5 Mazda 3 Luxury 2019, tên tư nhân biển tỉnh, màu đỏ mận này mọi người. Đó. Đã rồi, vừa rồi em mình đã giới thiệu qua cho các bác tất cả cái mẫu xe mà hiện tại em còn đang bán tại cửa hàng. Bắt đầu quan tâm thì alo trực tiếp cho em nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác ạ.